Có cái bịch ni lông không chính. Rồi xin chào các bạn nha. Đây hôm nay bảy bèm bẹp được chiến lợi phẩm đá con mồi giả của chính võ te tua rồi. Rồi mong các bạn ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha các bạn.